Em và bạn trai sắp cưới nhưng đang thiếu nợ nhiều quá. Em nợ 200 triệu và bạn trai của em thì nợ 300 triệu. Do bọn em đầu tư làm ăn bị thua lỗ, tụi em nên tập trung trả nợ trước hay làm đám cưới xong rồi cùng nhau trả nợ hả chị? Đầu tiên Kim chúc mừng bạn vì cả hai đã công khai những khoản nợ trước khi bước vào hôn nhân. Vì Kim từng biết có một cặp đôi sau khi cưới thì cô dâu mới phát hiện chú rể nợ thẻ tín dụng cả 100.000 đô mà không có cho cô dâu biết trước, và những ngày sau đám cưới cả hai phải nai lưng ra đi làm để trả nợ. Tình huống này rất là tội nghiệp cho cô dâu luôn. Còn về câu hỏi của bạn, nên đám cưới trước hay là nên trả nợ trước? Đứng ở góc nhìn của Kim là một người làm về tư vấn tài chính, những món nợ nó giống như là những cái quả bóng tuyết vậy, không giải quyết nó thì càng ngày nó sẽ càng lớn ra và vỡ tan khi nào không biết. Đám cưới chỉ là một bữa tiệc và chứng nhận kết hôn chỉ là một tờ giấy mà thôi. Cái quan trọng là hai bạn thật sự yêu thương nhau, cố gắng cùng nhau vượt qua những khó khăn. Thì nếu mình có đám cưới ở một thời điểm trễ hơn, sau khi đã trả bớt nợ và có tài chính vững vàng hơn thì Kim thấy cũng không sao. Hôn nhân sẽ vui hơn khi mỗi ngày được bên nhau mà không có áp lực vì món nợ trên đầu. Ngoài ra các bạn ở Việt Nam cũng nói với Kim đám cưới là một hình thức để mình có thêm tiền mừng cưới và dùng khoản đó để trả bớt nợ. Nó cũng là một phương án tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình và các mối quan hệ của bạn nữa. Tại vì Kim thấy sau đám cưới có những người cũng lời rất là to nhưng cũng có người lỗ tiền mừng so với tiền đặt tiệc. Các bạn có ý kiến gì cho câu hỏi khó này không? Bình luận cho Kim biết nha.